Chào mừng các bạn lại đến với Hà Thông TV. Thì trên tay mình đây là một chiếc iPhone đang bị khóa màn hình các bạn. Tại vì mình quên mật khẩu quá là nhiều lần nên là nó đã bị khóa như thế này. Và không những các bạn quên đâu, các bạn lỡ tay để cho con cái chúng ta nghịch và bấm đại mật khẩu trên này á, là chúng ta bị khóa luôn. Một hai lần không sao, 5-6 lần rồi nó cứ bấm hoài như vậy á, là cái chiếc những cái thiết bị này sẽ không còn có thể truy cập vào được nữa. Và chúng ta cần phải có một cái máy tính để chúng ta khôi phục lại tất cả các dữ liệu và xóa bỏ cái mật khẩu này đi luôn. Ok, thì không dài dòng nữa, mình sẽ nói những cái dụng cụ cần thiết khi mà chúng ta cần để phá bỏ cái mật khẩu này. Đầu tiên á, các bạn cần cho mình những cái sợi cáp như thế này để kết nối giữa cái những cái thiết bị của Apple với PC các bạn nhé. Và những cái lưu ý những cái cáp như sau: những cái iPhone mà từ iPhone 8 trở xuống á, thì nó sẽ dùng cái cáp là USB-A to Lightning. Thì nó quá đơn giản rồi, cái này thì quá đơn giản rồi, hầu như ai cũng có. Còn những cái chiếc điện thoại như là từ iPhone 11 trở lên mà chúng ta xài cái cục sạc nhanh á, thì nó không có cái nó chỉ là cái USB-C to Lightning. Thì như vậy là các bạn phải mua một cái sợi cáp hoặc là mua cái đầu chuyển đổi từ USB-C qua USB-A các bạn nhé. Nói chung là phải cần phải có cái đầu này thì các bạn mới kết nối được với máy tính các bạn nha. Đó, thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái thứ đó là đầu tiên. Cái thứ hai cũng rất là quan trọng, phải gọi là quyết định luôn, là các bạn phải có một cái chiếc laptop cài Win 10 trở lên. Nói chung là mạnh mẽ một xíu thì càng tốt, mạnh thì chạy sẽ nhanh hơn, hoặc là PC, hoặc là một dàn PC xài từ Windows 10 trở lên. Và cái này là kinh nghiệm mình đã từng đi phá bát rất là nhiều cái rồi. Cái thứ ba cũng là liên quan đến cái thứ hai. Cái thứ ba là các bạn cần phải cài một cái iTunes mới nhất hiện tại. Các bạn đang cài iTunes cũ thì các bạn cũng phải vào phần help, vào mục check for update và update lên cái bản mới nhất thì các bạn mới có thể phá được mật khẩu các bạn nhé. Chốt lại nè, thứ nhất là một sợi cáp có một đầu USB-A cắm với máy tính và đầu cắm với thiết bị chúng ta đang cầm ở khóa. Cái thứ hai là một bộ PC cài Windows 10 trở lên, hơi mạnh một xíu càng tốt. Cái thứ ba là các bạn phải làm sao làm update lên iTunes mới nhất các bạn nha. Những cái thiết bị nào mà càng về sau này á, là càng cần phải iTunes mới nhất. Còn những thiết bị như là iPhone 5S hay là gì đó thì chúng ta có thể dùng một cái bản nó thấp hơn một xíu cũng được, nhưng mà ưu tiên là mới nhất các bạn nha. Không đáp ứng đủ ba điều kiện trên thì các bạn khỏi phải làm, mất công, tại vì mình đã làm rất là nhiều lần rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần chi tiết để các bạn cùng phá bỏ cái mật khẩu này. Đầu tiên ta cho cái đầu USB-A vào một đầu của máy tính. Rồi sau đó ta sẽ cắm đầu Lightning vào iPhone. Sau khi mình cắm cái dây Lightning vào cái iPhone đang bị vô hiệu hóa này thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tắt nguồn thiết bị. Đối với những cái thiết bị khác thì các bạn cũng tắt nguồn các bạn nhé. Sau khi tắt nguồn xong á, thì chúng ta sẽ bấm cái nút mà reset. Ví dụ như cái điện thoại này á, iPhone SE 1 này á, thì cái nút tắt nguồn đây. Xong rồi lúc mà reset á, thì sẽ bấm nút nguồn và giữ nút home. Còn đối với cái iPhone 7 á, thì tắt cái nút tắt nguồn thì cũng là cái nút nguồn đây. Nhưng mà cái nút reset á, là cái nút bấm nút nguồn và giữ cái nút giảm âm lượng cho tới khi nào nó reset. Đó các bạn nhé. Còn đối với những cái iPad mà đời cũ như thế này mà có nút home như thế này á, thì chúng ta sẽ bấm nút nguồn và giữ nút home luôn. Còn đối với cái iPad mà iPad Pro 2020, những iPad mà nó dùng Face ID mà nó không có cái nút home á, thì chúng ta sẽ bấm nút nguồn và bấm nút tăng hoặc là giảm âm lượng để chúng ta reset. Thì cái nút reset á, thì bước đầu chưa cần, sau khi chúng ta bấm tắt nguồn. Sau khi chúng ta tắt nguồn này xong thì chúng ta lập tức chuyển qua cái chế độ reset, giữ im cho tới khi nào nó hiện lên cái cổng kết nối chỗ này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tắt nguồn và mình reset luôn. Vừa tắt nguồn xong thì mình sẽ reset các bạn nhé. Nếu mà những cái bạn nào mà làm không được, không có biết cái nút reset á, thì mình sẽ để một cái đường link. Mình sẽ để cái đường link mà cách hướng dẫn từng hướng dẫn reset từng cái dòng máy ở đây các bạn nhé. Đó, mình sẽ để bên dưới mô tả của video. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tắt nguồn. Đầu tiên là mình sẽ tắt nguồn, xong là mình sẽ giữ cái phím để mình reset luôn.
tắt nguồn xong mình sẽ giữ nút nguồn này và nút home để mình chuyển qua chế độ reset. Ok, giờ tắt nguồn trước. Nè, tắt nguồn nè. Đó, giờ mình sẽ trượt để tắt nguồn xong rồi mình sau khi mình tắt nguồn xong là mình sẽ chuyển qua cái chế độ reset liền. Đó, sau mình giữ nút nguồn ở nút home luôn. Nhanh tay các bạn nhé, giữ im luôn. Cứ giữ cho tới khi nào nó hiện lên cái cổng kết nối thì thôi. Đó. Là hồi nãy giờ là mình đã giữ im. Giữ tới khi nào mà nó đã có cái cổng này với cổng này á. Có cổng này với cái máy tính á, là nó đang ở cái chế độ mà reset lại cái máy này, đang chế độ return các bạn. Còn nếu mà các bạn nào iPhone, iPhone 12, iPad Pro hay là gì đó mà làm mà chưa ra cái bước này á thì gọi là chưa thành công các bạn nhé. Nên các bạn hãy chú ý. Sau khi chúng ta tắt nguồn xong thì chúng ta lập tức chuyển nó qua chế độ reset. Nếu mà không làm đúng như vậy á, thì nó sẽ tự động nó mở lên cái màn hình như ban đầu thì nó không có thành công. Làm như vậy là ok các bạn nhé. Vậy là ok nè. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chuyển qua cái iTunes. Mình sẽ chuyển qua cái iTunes để mình thao tác cái iPhone này. Rồi, thì mình sẽ tiến hành mình mở iTunes lên các bạn nhé. Đây là iTunes trên máy tính đây. Đây mình sẽ mở phần mềm iTunes lên. Rồi, thì ở đây thì chúng ta có thể bấm dấu X để bỏ qua cái hộp thoại này. Hoặc là chúng ta có thể bấm Return ngay tại đây, nhưng mà mình sẽ bỏ qua. Rồi, thì các bạn hãy vào phần Help để chúng ta kiểm tra cái bản cập nhật. Bấm vào Check for Update. Rồi thì nó đã hiện như thế này là các bạn đã đang ở cái bản mới nhất các bạn nhé. Thì các bạn không cần phải update nữa. Nếu mà nó hiện ra một cái phiên bản khác thì các bạn có thể update. Tiếp theo chúng ta bấm vào Return iPhone. Bấm vào Return iPhone các bạn nhé. Rồi thì chúng ta bấm vào Return and Update. Sau khi bấm vào chúng ta chỉ chờ thôi. Chờ cái quá trình nó copy và nó cập nhật cái phần mềm. Thì cái này là mình đang tu nhanh, cái quá trình này nó sẽ mất tầm 15-20 phút tùy theo cái máy của các bạn, ít dữ liệu hay là nhiều dữ liệu, hoặc là cái PC của các bạn là mạnh hay là yếu các bạn nhé. Thì sau khi nó đã hoàn thành cái quá trình này thì bắt đầu iPhone nó hoàn thành cái quá trình copy trên kia thì cái iPhone sẽ bắt đầu nó return này các bạn. Thì các bạn có thể thấy đây, nó đang return đây. Sau khi nó return xong thì cái iPhone mình cũng sẽ thành như mới, giống như là chưa đập hộp, chưa có active vậy đó. Là nó về cái cài đặt ban đầu luôn. Thì chúng ta sẽ thiết lập hết hoàn toàn lại các bạn nhé. Ok, thì sau khi cái quá trình return nó đã hoàn tất á thì chúng ta có thể rút cái dây này ra cũng được các bạn nhé. Rồi mình sẽ rút cái dây này ra đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình thiết lập cái iPhone này như cái iPhone mới ban đầu các bạn nhé. Rồi mình sẽ bấm vào nút home này, mình sẽ chọn cái ngôn ngữ iPhone là iPad các bạn nhé. Rồi chọn quốc gia thì mình nói Nhật Bản, mình chọn Nhật Bản. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ thiết lập thủ công. Rồi chúng ta tiếp tục chọn một mạng wifi, chúng ta sẽ chọn mạng wifi kết nối. Ok, thì ở đây thì chúng ta bấm tiếp tục thôi. Tiếp tục sau đi, không sử dụng cái này, để mình tiếp tục sau rồi nhé. Ở đây thì nó sẽ bảo mình tạo cái mật mã, thì các bạn có thể tạo lại cái mật mã đi. Ok, sau khi tạo mật mã xong á thì các bạn nhìn ở đây, khôi phục từ bản sao iCloud, khôi phục từ máy Mac hoặc PC, chuyển trực tiếp từ iPhone. Các bạn có thể chọn những cái tùy chọn ở đây, hoặc là các bạn có thể không chuyển ứng dụng và dữ liệu, là các bạn sẽ làm mới hoàn toàn của cái này luôn, không còn liên quan tới cái nào hết. Thì mình sẽ chọn cái mới đi cho nó khỏe. Ở đây á thì bạn sẽ nhập cái ID Apple vô, thì mình sẽ nhập cái ID Apple nào mình đang sử dụng các bạn nhé. Sau khi nhập mật khẩu xong, ta bấm vào tiếp. Rồi, nó sẽ gửi một cái mã xác minh về cái thiết bị khác chúng ta đang sử dụng các bạn nhé. Nó gửi một cái mã xác minh về một cái thiết bị của Apple chúng ta đang sử dụng, mà đang sử dụng cùng cái email các bạn. Rồi chúng ta bấm vào cho phép.
mấy cái mã nhập qua là xong. Rồi ok, tới đây là xong các bạn, bắt đầu đó, vậy là xong nha các bạn, không còn mật khẩu và không còn khóa nữa. Thì cái mật khẩu này thì là cái mật khẩu mà mình vừa tạo, cái này là cái mình vừa tạo lúc nãy nè. Đó, xong, vậy là xong các bạn. Vâng, và cái video đến đây là kết thúc. Thì nếu các bạn thấy cái video mình hay á, đừng quên đăng ký ủng hộ kênh Hà Thông TV để mình có nhiều động lực làm nhiều video hay hơn đến các bạn. Và hẹn các bạn ở video lần sau.